chỉ một mình Thiên Chúa là đấng xét xử. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật 30 thường niên 5C. Một trong những việc người kiêu căng tìm làm và hăng say làm, đó là xét xử. Họ tìm mọi dịp để xét xử người khác, vì cho mình hoàn hảo vượt xa thiên hạ. Họ hăng say xét xử anh em bất cứ lúc nào, vì cần làm nổi bật cái tôi, cần nâng cao mình lên chót vót ngất ngưởng như người cao cả tuyệt vời. Ngay cả khi cầu nguyện ở giữa đền thờ trước mặt Thiên Chúa, những người có lòng dạ kiêu căng ấy cũng không thể tạm gác lại lòng trí kiêu căng của họ, nhưng như muốn tranh giành quyền xét xử với Thiên Chúa. Một trong những khuôn mặt kiêu căng thích tìm và hăng say xét xử thiên hạ, được Đức Giêsu chọn làm tiêu biểu trong tin mừng hôm nay, là người Pha-ri-sêu mà Thánh sử Luca nhận xét là tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Thực ra, nếu chỉ xét đời sống bên ngoài với xã hội, thì ông Pha-ri-sêu này quả thực là người công chính, vì như ông tự hào vanh vách khai lý lịch và công trạng trước Thiên Chúa khi lên đền thờ, tiến gần cung thánh và đứng thẳng người cầu nguyện: lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Ông được mọi người kính trọng vì ông tuân giữ nhiệm nhặt luật Mô-xê. Ông có chức tước vị thế trong phẩm trật giáo hội vì ông không làm điều gì gian ác, xấu xa, đồi bại. Và ông hoàn toàn có lý để tạ ơn Chúa vì ông không như bao kẻ khác. Nhưng chính vì thấy mình không như bao kẻ khác mà ông đã sai lầm nghiêm trọng khi lên tiếng khinh khi và hàm ý xét xử người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện với ông, nhưng chỉ dám đứng đằng xa ngước mắt lên trời và đấm ngực nhận mình là kẻ có tội. Mà không chỉ riêng ông Pha-ri-sêu, nhưng hầu như tất cả mọi người đều quả quyết những người thu thuế là phường phản quốc, gian tham, ăn trên xương máu đồng bào và bị liệt vào hàng tội lỗi. Vì thấy mình không như bao kẻ khác mà ông Pha-ri-sêu đã không khiêm tốn đặt mình dưới cái nhìn thương xót của Thiên Chúa trong kinh nguyện, nhưng lại đặt người thu thuế đang cầu nguyện dưới cái nhìn phẫn nộ, trừng phạt của quan tòa nghiêm khắc, không có lòng bao dung là chính ông. Vì thấy mình không như bao kẻ khác, người Pha-ri-sêu thay vì đứng chung hàng ngũ với người thu thuế, vì là đồng đạo và cùng lên đền thờ cầu nguyện, đã ngồi vào chỗ của Thiên Chúa, chiếm quyền xét xử của Ngài. Cũng vì thấy mình không như bao kẻ khác, ông ta đã không nhận ra sự thật bên trong của mình, sự thật mà chỉ một mình Thiên Chúa mới thấu suốt và xét xử công bình, vì là sự thật của trái tim luôn được che giấu. Khác với ông Pha-ri-sêu thấy mình không như bao kẻ khác, vì bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình, lại không ăn chay, đóng thuế cho đền thờ, người thu thuế lại chỉ thấy mình không giống ai, vì giữa những người đạo đức công chính, chỉ riêng mình là gian tham bất chính, nên cúi đầu đấm ngực thống hối ăn năn, nài xin ơn thương xót. Kết quả là Thiên Chúa đã giành lại quyền xét xử ông, con người tội lỗi, mà không để quyền ấy trong tay người Pha-ri-sêu, tuy công chính theo lề luật, nhưng kiêu căng và thiếu lòng thương xót theo phán quyết của Thiên Chúa, đấng duy nhất có quyền xét xử, khi Ngài tuyên bố: tôi nói cho các ông biết, người này, tức người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thánh Phaolô nhắc nhở môn đệ Timôthê hãy bắt chước Ngài mà kiên trì trong cuộc thi đấu cao đẹp và giữ vững niềm tin, vì vòng hoa chiến thắng và phần thưởng đời đời sẽ được Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao cho chúng ta trong ngày ấy. Hôm nay qua các bài đọc và tin mừng,
Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên bé nhỏ trước mặt Ngài và nhỏ bé trước anh em khi cầu nguyện, để cái nhìn của chúng ta về người khác được đổi mới. Ánh mắt trên anh em của chúng ta không còn rực lửa kiêu căng xét xử lên án, nhưng dạt dào trìu mến của tình huynh đệ và lòng xót thương. Vì Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Hãy chống lại chỉ một giây thôi, hãy bán lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Bên âm bình an muôn năm vững vàng, còn tìm đâu hơn đầu đường sự sáng. Có thác hồng ân, có suối tình thương, tình cha với con thắm thiết nồng nàn. Hãy chống lại chỉ một giây thôi, hãy bán lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Hãy chống lại chỉ một giây thôi, hãy bán lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời.